À xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Gamer của mình. Thì nếu mà các bạn theo dõi tin tức của Tham Stop á thì các bạn thấy là trên cái group chính của nó các bạn Facebook á thì cũng có một thông báo mới về Tham Stop nha. Thì đầu tiên là mình nhắc nhở các bạn hãy trân trọng Tham Stop đi. Biết đâu là sau này nó giá nó lên khủng lắm các bạn. Bởi vì nó có 3 lý do là sẽ ngừng khai thác Stop. Thứ nhất là đến ngày 10 tháng 10 năm 2022 các bạn thì những cái tài khoản mà đăng ký sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì chắc chắn sẽ không được khai thác time stop nữa và muốn bạn chỉ thể tạo tài khoản không cần KIC nhưng các bạn muốn có tham thì các bạn phải mua ha còn các bạn nào mà KIC từ đây cho đến ngày 10 tháng 10 2021 22 các bạn mà các bạn cũng không có vượt qua được thì à, cũng vậy thôi các bạn ha cũng như là tài khoản không cần kyc nên C đó và có một điều quan trọng nữa đến ngày 10 tháng 10 năm nay nó cũng giảm tốc độ nữa các bạn ha giảm tốc độ lần thứ hai đó cho nên là các bạn hãy tranh thủ time stop đi ha thì mỗi ngày đăng ký vào thì nhớ điểm danh giúp mình nha thấy các bạn ít điểm danh quá gần như đăng ký mà không điểm danh luôn các bạn như vậy là rất là nguy hiểm ha thì cách điểm danh các bạn hãy đi bôi này nè đi vô cái lịch rồi các bạn nhắc hoài nhưng mà các bạn cũng không nhớ nữa đó cứ bấm vào đây tháo rồi nó có cái quả cầu ở đây thì bấm vô một cái nó ra màu đỏ như thế này là được nè nó ra màu đỏ như thế này là cái số này nó nhảy lên các bạn nó cộng hai điểm cho các bạn thôi ha à, ở đây là mình có mình đã giới thiệu được 1.977 người mà chỉ có 919 người còn sống thôi các bạn. Hơn 1.000 tài khoản đã bị diệt rồi. Cho nên là các bạn hãy nhớ là điểm danh. Đăng ký tham stop mà không điểm danh là là thua. Còn có cái số này là cái số tham của bạn nè. Thì ở đây mình có được 2 triệu tham Hơn 2 triệu tham rồi. Rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy đi vào cái nhóm chính của nó để các bạn xem nha. Còn ai đã không thích nữa thì thôi. Cũng không có ép các bạn được. ha Mình sẽ chọn là group nhóm chính thức. Group chính thức đó ở thì à, còn các bạn mà đăng ký KIC rồi mà các bạn thấy lâu quá kệ nó không sao các bạn chờ đi Bởi nó vượt tay lâu lắm ha thì à, chúng ta xem nè đây nè ha à, nó có cái thông báo là một ngày nay rồi nhưng mà mình không có thời gian làm cho các bạn xem ha à, chúng ta hãy xem cái thông báo này như thế nào rồi các bạn hãy vô Google dịch nha Các bạn đợi một chút xíu nha. Google dịch. Đó. Từ ngày 23 tháng 2 năm 2022 thì hôm nay là ngày 25 các bạn, hơn 2 ngày rồi ha. Tiêu chuẩn điểm danh dự action Kaizen sẽ được điều chỉnh lên 200 hoặc cao hơn có nghĩa là bây giờ các bạn chỉ cần 200 điểm là các bạn được KIC rồi lúc trước là 300 trở lên nha thì bây giờ chúng ta chỉ có 200 trở lên là chúng ta được KIC rồi ha quá ngon lành đúng không các bạn bởi vì nếu mà để 300 thì lâu quá và nó cũng sẽ đến cái cái, cái thời điểm mà mà không được KIC và không được đào tham nữa thì rất là uống cho nên là cái việc các bạn bây giờ là các bạn phải điểm danh thường xuyên để được KIC nha rồi và cái thai plan lay 2 hai mở cửa đầu tiên tại seoul trả lên lịch để bắt đầu bán là một năm trăm ô phân chia giá bán theo khu vực và giới hạn mua cho mỗi người đang xem xét thì cái này mình cũng chưa có nắm thông tin mấy như cái này nhưng mà mình thấy nó phát triển như thế này là tốt các bạn nó có dấu hiệu phát triển tốt là được rồi ha thì mình hy vọng là các bạn hãy đã đang đào rồi đã cực rồi thì hãy tranh thủ các bạn bây giờ kiếm thăm rất khó nha không đơn giản như lúc trước đâu kiếm tham rất khó cho nên là các bạn hãy trân trọng cái tài khoản của bạn nào còn bạn nào đã không thích đa số rồi thì thôi ok không sao nha không sao hết này còn những người á bạn của mình là cả chín trăm mấy ngàn một ngàn người đăng ký qua mình thì mình phải cho họ biết thông tin các bạn để họ nắm và họ làm cho tốt các bạn tiếp theo một thông báo từ CEO trình bày một bài diễn thuyết mới về NFT sẽ sớm được công bố đó đây là những cái thông tin mới mà à, time stop là thông báo cho chúng ta cho nên là các bạn hãy nắm thông tin này còn sau này á, nó cụ thể như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn tiếp với các bạn nha trước tiên là các bạn nắm những thông tin thế này những cái ô mà đất nó có thể bán được là được rồi các bạn nhưng mà nó triển khai ở Seoul trước còn ở Việt Nam thì chúng ta chưa có nghe nói thì từ từ các bạn khi nào mà nó ra thông tin chính thức thì mình sẽ cập nhật cho các bạn tiếp nha cho nên là hãy trân trọng những cái mảnh đất của các bạn hãy thường xuyên điểm danh à, đừng có bỏ lỡ nha mình nói rồi tới ngày 10 tháng 10 2022 này á rồi rất là nhiều nhiều cái điều bất ngờ sẽ xảy ra với time stop này á. Ha. À. Rồi, à, hy vọng thông tin này á nó ít nhưng mà nó lại là hữu ích cho các bạn nha. Và nó làm cho các bạn biết được để các bạn kịp thời theo dõi. Rồi, còn bạn nào mà chưa đăng ký time stop thì hãy vào mô tả video đăng ký để các bạn mãi thì của mình vẫn là biết cách sâu nha. Và bạn nào có hỏi gì thì hãy bình luận dưới video, mình giải đáp các bạn nha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Rồi chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.